Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà vườn của anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để tiếp tục giao lưu mai đến quý vị nha. Nhưng mà trước khi vô, em thấy ảnh có hai cây lộc vừng đó quý vị. Hai cây lộc vừng. Nè, này vuông vuông. Cái đất nó vuông dứt luôn. Là do nghe anh nói là nhà vườn ta trồng trong chậu á, gì cái chậu hồi xưa, cái chậu bự á. Giờ anh dùng xe cẩu cẩu vậy. Này giới thiệu chơi nha quý vị. Quý vị nào thích thì liên hệ ảnh nha, không phải. Bữa nay không phải giới thiệu lộc vừng nha quý vị. Giới thiệu mai nha. Rồi mình sẽ gặp anh Út. Chưa sao mà đang ghi hả? Dạ. Để đi. Rồi. Chào anh ạ. Rồi kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay tiếp tục thì em cũng lên clip tiếp theo để giao lưu với mấy anh em là mai em hôi rồi mai tàn cũng như mỗi lần vậy đi. Dạ. Thì trong cái clip vừa rồi thì rất cảm ơn tất cả các anh chị em gần xa ủng hộ em. Tiếp tục clip này thì phôi này thì cũng nhỏ hơn phôi trước thú còn có hai thú thôi. Đợt trước thì em cũng đã giao lưu được. Đợt này thì còn lại một số phôi này thì số mai tàn anh em tiếp tục ủng hộ. Rồi số điện thoại của anh ạ. Số điện thoại của em là 0974123578 ở khu dân cư An Thới, phường Vũ Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Dạ. Có gì liên hệ trực tiếp em Zalo và Facebook em. Dạ. Có số một. Dạ. Rồi. Bây. Dạ. Giờ mình sẽ vào cây đầu tiên. Đây, cây số 1. Dạ. À, đem lựa hướng cho nghe. Đây, đây chị. Wow, quý vị ơi, lựa hướng sao cho quý vị thấy mới được. À, đây, đây. Rồi, vậy ha. Rồi, cây số 1. Rồi, số 1 nha. Rồi, xoay nhẹ giùm em. Cái số 1 này đế rất là kề nôm, đế này lấy nôm nha. Cũng rất là đều. Cây rất là già cây nha. Củ rất lớn. Anh em nào chơi. Cây này thì chủ yếu em ghép, em cắt là lại về ghép ha. Cây này cũng dảo đó, nhưng mà dảo này bông nó không đạt lắm. Thì cho nên là cái này mấy anh về là chơi thì cứ ghép, này em cắt lùng lại để bonsai. Rồi, đo giùm em luôn. Rồi. Mã số 1. Cái số 1 hoành 15. 15 cái gì? Dạ. Yeah. Cũ của nó là xem luôn. Cũ nó là 40. Chiều cao của nó là 39. Dạ. Đường kính bầu nó là 37. Dạ. Giao lưu chi rất là đều. Cây số 1 này em giao lưu 2.9 triệu. 2.9 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi em mời cây tiếp theo. Dạ. Mình ha. Rồi bây giờ là cây tiếp theo. Cần em tiếp không? Hồi em tiếp cho. Vậy đi. Bắt trời. À, nếu mà quay phim em có gì lâu lâu có dừng lại cái gì là em tiếp anh ghi lên. Rồi, mã số 2. Rồi, mã số 2. Rồi, xem một vòng giùm em luôn. Mã số 2 cây cũng rất là già nha. Để rất là cũng là dữ. Rồi, xe nhẹ em coi. Cây nhà, già cây. Chi bỏ rất là đều. Rồi, đo giùm em luôn, mã số 2. Mã số 2 thông số là 20. Rồi. Đường kính bầu nó là 42. Chiều cao của em nó là 46. Rồi. Rồi. Cây số 2 này em giao lưu 3.1 triệu. 3.1 triệu. Bao ship toàn quốc luôn ha. Bầu nặng quá. Rồi, em mời cây tiếp theo.
Rồi bây giờ là cây số 3. Cây số 3 nha. Đó. Cây số 3 là củ đế giữ. Xe xe thêm nha, xe thêm, xe thêm. Chi vỏ rất là đều. Cây nào cũng già cây hết, anh em đem về ghép chơi. Cây này ghép cúc thọ hương hoặc là ghép cúc bi là rất là ok. Mới quái không à. Rồi, đo giùm em luôn. Dạ, à cây củ nó đã ha. Củ rất đẹp không? Hoành ở đây là 10 16. 16. Dạ. Rồi. Củ nó bành kỳ. Củ ở đây là 39. Rồi. Đường kính bầu nó là 40. Rồi. Chiều cao nó là 45. Cây số 3 này em giao lưu 3.3 triệu. 3 triệu 3 luôn. Ship toàn quốc luôn nha. 3 ship toàn quốc. Dạ. Cái cây này anh em về ghép thôi chứ còn chơi game thì cũng được. Nhưng mà nó không đẹp bằng cây ghép. Đọc số điện thoại giùm em ạ. Số điện thoại em 0974123578. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Để tiếp ảnh. Cây tiếp theo. Cây này nhẹ. Rồi. Cây số 4. Cây số 4 đế. Lắc lại. Đế cũng đế lắc mà đế giữ. Đế này đế nôm. Đấy. Điều cọng bự bự không? Này chơi thì kéo cái rễ này xuống. Rồi, đây em. Quạnh cây này. Ừ. Hoành ở đây là 19. Dạ. Rồi cái củ nó bự ha. Củ bự. Củ nó là 30. Dạ. Đường kính bầu của nó là 38. Chiều cao của em nó là 45. Cây số 4 này em vô lưu 3.2 triệu. 3.2 triệu. Rồi bao ship toàn quốc. Anh chừa nhánh để ghép ha. Em cắt ra chừa để anh ghép. Rồi em mời cái tiếp theo. Tiếp không? Có cây nó quá nặng. Tiếp luôn. Cây số 5. Cây số 5. Đó. Chú đâm cụ đế nó cũng nổi nha. Cụ to. Chi cành cũng đều. Rồi, đo giùm em luôn. 21. Rồi. Đường kính bầu của nó là 40. Chiều cao của nó là 50. Đó, cái này em có chừa cái cành phóng nhỏ nhỏ chơi. Đó, anh nào thích chơi cành phóng thì chơi, không chơi thì cắt. Cây cũ đế cũng về giữ ha. Cây rất là già. Rồi, giao lưu sao? Cây số 5 này em giao lưu 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi cái gì? Rồi, bao ship toàn quốc. Số điện thoại em là 0974123578. Đó, Zalo và Facebook luôn. Rồi, em mời cái tiếp theo. À, đem tiếp cho. Đi kè. Đợi em nha. Rồi, mã số 6. Rồi, cây số 6. Cây số 6 này cái cũ. Hết hồn cái cũ luôn. Thêm dòng nữa. Cũ bự lắm. Rồi đó luôn. Thông số 19. Rồi. Cũ này. Đó luôn. Cũ đây là 52. Rồi. Đường kính bầu nó là
40. Chiều cao nó là 56. Dạ. Cành cũng là đều. Cây số 6 này giao lưu 3,4 triệu. 3,4 triệu. Dạ, bao khiếp toàn quốc. Rồi, em mời cây tiếp theo rồi. Để em tiếp cho. Số 7. Rồi, cây số 7. Mã số 7. À, cây mã số 7 này già. Già quá trời già, lên xù. Xù này vừa xù cốm, vừa xù chảy nè. Trên nách này xù chảy nè. Trên đây xù chảy nè. Nè. Đây xù chảy nè. Mấy anh em này, cái này đem về trồng á, thì đem về xong thì vũ hết, trồng lại phân, vũ cho sạch, trồng phân lại. Rồi, đo giùm em luôn. Mã số 7. Mã số 7 hoành 20. Rồi. Đó, củ cũng bự mà thôi, cái này khó đâu củ. Đường kính bầu nó là 41. Chiều cao của nó là 57. Cây số 7 em giao lưu 3,6 triệu. 3,6 triệu luôn. Dạ. Bao ship anh toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Khi nào? Được không? Mình được không? Cây số 8. Cây số 8 này cũ để cũng quái quái nha. Đó. Nằm nguyên cục dài đây. Này cành lá xuống. Này nó để ghép chạy xuống luôn. Rồi, đo giùm em luôn. Mã số 8. Mã số 8. Này là xù chưa? Xù nè, cái này cũng xù. Xù nè. Xù lên chứ. 21. 21 rồi. Dạ. Đường kính bầu nó cũng 40. Chiều cao của nó là 34-35. Cây số 8 em vô lưu 3,5 triệu luôn. 3,5 triệu. À, bao xếp luôn, toàn quắc. Dạ, dạ. Em mời cây tiếp theo. Chưa, đây, để em tiếp cho. 2, 3. Rồi, cây số 9. Cây số 9. Cây số 9 này lường mấy dòng phong hơi cao. Đấy. Đế thì đây, đế cũng giữ nhưng mà nó không nổi như mấy cây đế kia, nó chìm. Nhưng mà cái củ rất là bự nha, củ này rất bự, móc hết ba đế nhỏ này ở dưới cọng bự không đây nè, cọng to to không ha. Rồi đo luôn. Mã số 9. Hoành 18. Rồi. Rồi. Củ này to lắm. Củ này mấy anh móc ra dưới bự lắm. Đường kính bầu nó cũng 40. Cái này cũng bằng nhau hết. Chiều cao cây này thì 64. À. Cây số 9 em giao lưu 3,4 triệu. 3,4 triệu. Dạ. Bao xếp mấy anh toàn quốc. Cây này chỉ về ghép chơi. Rồi. Em mời cây tiếp theo. Cây số 10. Ủa cái này rồi chứ ta? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Ủa cái này chết nghe rồi chứ. Ở rồi. Cây số 8. Lộn. Chà. Sorry quý vị. Đây, bây giờ cây này mới là cây số 10. Cây số 10. Này hình gì ta? Dồi dồi hay gì?
Giờ em không biết hình này hình con gì. Thì mấy anh xem chơi gì được kiểu nào thì chơi, chứ giờ không biết tả con này con gì nữa. Hơi quái. Dễ rất là lớn. Rồi đó giùm em luôn mã số cô 10. Dễ rất là khéo ha. Thằng rất là gắt. Nên mã số. Hồi đó em cái cọng ghế rồi. Dạ. Quá trời bự luôn. Đít em nói chỗ này là 32. Khoan nghe. Rồi, thấy rồi. Chiều dài của cái o này đó là giống như con thú kia đi, 20-6. Rồi. Đấy, chiều cao có từ gốc lên 43. Dạ. Ừ. Thọt đi vô cọng ghế này không? Cọng ghế này thọt không qua. Không qua, rồi, ừ. Thôi, thua. Cọng ghế này chắc cũng khoảng 19-20 á. Rồi. Ừ. Ghế rất nhiều. Mặt này mặt trước quá trời rễ luôn. Củ rất là đẹp nha. Rồi, báo giá luôn. Cây số 9, cây số 10. Cây số 10 này em vô lưu 7,6 triệu. 7,6 triệu nha. Dạ. Đẹp quá. À, anh em chơi thì alo em. Số điện thoại em là 0974 123 578. À, vô số Facebook và Zalo luôn. Rồi khoan để em chụp hình cái này là cái trước khi mình qua Mai Tàn ha. Dạ. Chờ cho em chụp cái anh chụp qua cái. Rồi bây giờ tiếp theo là cây 11 cái gì em? Rồi cây 11 em còn hai con thú. Lô thú hôm trước em quay thì còn hai con. Còn hai con á, anh nào ginh thì ginh luôn, hai con này gần giống nhau hết. Tướng tá cái gần giống nhau nha. Các bạn xe ở bên kia cái gì không lấy qua được. Cái gì thông cảm nha, em xoay bằng chân. Đây em chơi cái gì? Bốn chân. Đặc biệt ở chỗ là nó ghép. Chân này chân ghép nha, chứ không phải từ mộc nha. Chân ghép nó mới ra được con thú. Chân này ghép, ghép cho mày nhau gốc nhớt. Trời đo giùm em đi. Qua bên đây coi. Mã số 11. Mã 11. Hai mươi hoành. Rồi. Rồi. Đường kính bầu nó là 47. Dạ. Chiều dài của em nó là 23. Dạ. Chiều cao của nó là 37. Dạ. Dạ. Cây số 11 này em vô lưu 3,2 triệu. 3,2 triệu nha. Đó, dạ. Nhìn lại cái dáng. Còn cây bên kia nữa cái gì? Dạ, còn cây nữa. 3,2 triệu nha. Rồi anh đánh số cây 12 đi. Rồi bây giờ là cây tiếp theo cái gì? Rồi cây tiếp theo cây 12. Cây này đây. À, cây này 12. Cái này cũng dảo nhưng mà dảo hột. Thì nó về cái này chơi ghép. Ghép đi cho nó đẹp. Ơi, xây bằng giò nó không được mượt lắm cái gì vậy? Thông cảm giùm em nha. Xem nhìn chưa đã. Rồi đâu ảnh luôn. Thông số là 28. Rồi. Dạ. Chiều dài của em nó là 27. Chiều cao của em nó là 35. Dạ. Đường kính bầu của nó là 35 luôn. Đoạn ghép chân này. À, chân này là chân ghép. Cho nên các mà làm mạnh đâm tùm lum hết chân. Rồi, báo giá giùm em luôn. Cây số 12 này em cho luôn 3,3 triệu. 3,3 triệu. Dạ. À, còn cặp đó anh em nào chơi này. thì alo em. Cặp này đẹp. Còn con cặp đó thôi. Rồi. Cây tiếp theo luôn. Số điện thoại của em là 0974123578. À, mình sẽ qua mấy cây mai tàn nữa quý vị. Mời quý vị. Nhà anh úp ở kế sông Hậu đó quý vị, cho nên là cái tiếng gần gần đó là của tàu, chiếc tàu cái gì
không biết là có ồn đến quý vị không, có ồn thông cảm cho em nha. Bây giờ là một cây me tàng lớn số 13 ha. Cây số 13. 13. Đây. Cây 13 này là cây cây me tàng, mà tàng này là cái cây quyết long nha mấy anh chị. Nó cây bông lá ra màu đỏ này đó. Quyết long ha. À, lá màu đỏ này là từ 10 ngày nó mới là ngã cái màu xanh lại. Cây ghiên hay là ghép anh? Cây ghiên. Ghiên luôn hả? Cây ghiên luôn. Ghiên luôn nha quý vị. Quyết bông long, thì đặc biệt là bông không có phải như bông giảo của mình, bông năm cánh thôi. Em đi vòng vòng đặc để... biệt nó là cái lá, là lá nó ra đỏ nguyên cái màu đỏ của cái cây. Đó, cái vàng lá xanh đó là hôm trước là 15 ngày nó mới ngã cái màu xanh lại, 15 ngày nó mới ngã màu xanh. À, nghĩa là mới ra nó ra màu đỏ. Bắt đầu nó mới ra đó là lá nó đỏ lòm vậy đó. À, dạ. Quyết long. Nó ra, nếu mà nó ra một lượt một là cây đỏ lòm luôn. Cho nên là cây ghiên như quý vị. Thì mấy anh xem cho được cây này. Rồi, tán tròn ha. Dạ. Tán rất là tròn. Rồi, em xem cái gốc đây. Giờ phải đi vòng quá. Khoan nghe, chèm vô cái. Vô anh này. Rồi, đo giùm em cái gốc. Đó. Cho em đứng bên kia mới được. Khoan, cho em vô trước. Đấy, đấy. Cây này thì đế nôm nha. Đế rất là dữ nha, chứ không phải là... Đây, tại vì em lắp lại mới lên. Chui vô để quay nè. À, đang đắp gốc là ha. À, đế rất là lớn nha. Này, đều bốn mặt luôn. Rồi, cây rồi để lên... em quay cái hướng bên kia. À, cây đang lên xù nha. Đang lên xù. Em đang chặn dây ra cho nên là quay nó cũng hơi khó. Sẵn em coi cái cốt từ phía trong nữa vậy. Đó. Cái gì nhìn thấy không? Cây đang xù chảy. Xù chảy. Nách nó đang chảy. Chảy rất là mạnh. Rồi, đo giùm em luôn. Để hồi mình sẽ coi cái đế hướng bên kia nha quý vị. Mạch số 13. Cây 13. Quanh đây là 45. 45 nha. Dạ. Rồi. Rễ rất to. À, đế nó, hoành đế của nó dưới này đó là tới cái này em đo hạo đây thôi. 65, 62. Rồi. Đế nôm còn sâu dưới nữa. Nè. Đế nôm. Nè. Cắm xuống, em cắm qua xuống hướng bên kia coi. Cắm xuống không à. Chiều cao cỡ nhiêu anh? Chiều cao có 3 mét mấy. Cỡ 3 mét mấy chiều cao nha. Dạ. Qua hướng bên đây nè, hướng đối diện nãy. Coi cao có 3m2, 3m3. Chui vô coi. Đây cái hướng bên đây nè. Đế đều bốn mặt, đế nôm. Wow, nó bị cái lá gì. Cây này số 10... 13. 13. Có xù không? Xù, cây này đang lên xù. Đang lên xù. Năm 2 năm nó là kéo mạnh lắm. Rồi, cành toàn sữa ha, rất đẹp. Cây số 13 này rồi, em giao lưu. Cây số 13 này em giao lưu 55 triệu. 55 triệu nha. Dạ. Ship sao anh? Bao ship, cây này bao ship chắc có 300 cái lại thôi. À, cả 300 km ha. Dạ. Thì quý vị biết là anh Út là chở cây cắt an toàn bằng xe tải thùng nha. Dạ. Đảm bảo lá. Rất là an toàn. Nếu bề mà ngang, chở bằng xe tải. Bề ngang cái này quên. Bề ngang của tàng nó không hẳn cũng gần 3 mét. Có 2 mét. Ngang 3 mét. 2 mét, 2 mét rưỡi á. 2 mét rưỡi, 2 mét 7. Tàng rồi. Rất là dày. Em chỉ quay cỡ nhiêu thôi quý vị. Không thể quay khác là em đi vòng vòng vậy ta. Đang ra lợt lá nữa. Rồi, mã số 13. Đọc số điện thoại lại giùm em ạ. Số điện thoại em 0974123578. Trời, mình dạ. Đi thêm mấy cái mai tàng nữa. Đi luôn quý vị ơi. Bữa nay dạ, đi luôn. Dạ, đi luôn. Không có ngưng video lại. Sẵn cho quý vị tham quan luôn. Rồi, hôm nay em cũng còn một cây phú quý. Tứ quý ha. Tứ quý ghép phú quý. À, phú quý,
Phú Quý. Dạ. À. Gốc thì Tứ Quý ha. Gốc là gốc Tứ Quý, ghép là ghép Phú Quý. À. Rồi em xem cái tàn hướng bên đây. À. Chưa nghe, đợi em nha. Khoan dạ. Rồi bây giờ em xem để đây. Đấy. Cây này là gốc Phú Quý nha, gốc Tứ Quý nha. Tứ Quý. Ừ, gốc Tứ Quý. Ghép Mai Phú Quý. Mai Phú Quý thì mấy anh ấy rồi đó, thấy rồi đó. Chờ em quan. Nó rất khó làm bông. Nhưng mà cây này năm nào cũng có bông. Ghép đây cũng cả trời ơi, ghép bao lâu rồi? Hơn chục năm mà. Nè, cái mắt ghép này phải không? Dạ, mắt ghép này. Mắt ghép này. Ừ. Chục năm. Đây, mắt ghép rồi. Ghép lên tới đây cũng mắt ghép trên này. Đây cũng mắt ghép. Đây cũng mắt ghép hết. Rồi. Mấy nhánh này ghép hết. Ừ. Rồi, đó giùm em luôn. Mã số 14. Cây 14. Cây Tứ Quý ghép Phú Quý. Gì cũng quý chứ nha. Quý chừng 39 của anh. Dạ. Số dạ, đẹp luôn. 39 luôn. Số đẹp luôn. Chiều ngang tàn của em đó là có khoảng 2m, 2m2. Rồi. À, tính từ mặt chậu lên chắc cũng khoảng là 2m. À, chiều cao. Còn tính luôn cả chân chậu, đế chậu luôn có 2m rưỡi, 2m2 á. Rồi, báo giá dạ, cho em luôn. Cây số 14 này em giao lưu là 25 triệu. 25 triệu luôn. Dạ. Tạm ngừng cái quý vị. Rồi tiếp theo là mai mai tàn quý vị ơi. Rồi tiếp theo là cái lô mai tàn, mô mai tàn hôm trước em nói là cái lô mà dẫu thơm đó. Dẫu thơm ha. Chứ hổm em quay một ít, hôm nay em quay thêm một ít nữa. Thì hổm cũng giao lưu được số cây với mấy anh ở xa. Bữa nay tiếp tục quay. Dẫu thơm này thì bông bự không nha. Bông này hồi Tết là tụi em lấy thấy bông hết. Bông bự mà mùi rất là thơm. Hôm trước mấy anh quay phim cũng xem thử rồi đó. Thơm thiệt quý vị. Rất là thơm. Thơm, rất là thơm luôn. Đó, thì mấy anh em chơi. Cây này có cái là thân, thân toàn là thân lắc hết. Thân lắc hết, chi cành là tự nhiên hết chứ không có ghép nha. Tự nhiên ha. Ờ, cây chi cành tự nhiên, thân lắc. Rồi, đo giùm em luôn. Mã số 15. Cây số 15. Hoành 30. Rồi. À. Quý vị thấy nó lá nó rất là sùng quý vị. Rất là sùng. Ừ, sùng dữ lắm. Lá giống lửa. Dạo lá gai vậy. Bóng lửa. Bề ngang là 1 mét. Rồi. Cao từ miệng chậu lên là 1 mét rưỡi. À, cây rồi, này thì tàn nó còn hơi hỏng hơn mấy cây kia. À. Rồi giao lưu cho anh ạ. Cây này giao lưu 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi luôn. Dạ. Bao ship mấy anh tròn quất luôn. Em còn đang chờ mấy cây để đóng khung gửi đi mà chưa có đóng được. Rồi cây số à, đóng khung cây đúng không? Dạ. Anh nói khung cây gì đó phải không? Dạ, đóng khung cây á. Cho nó chắc ăn ha. Cho nó chắc ăn. Ừ. Toàn quất luôn hả? Toàn quất luôn. Wow. Cây 16. Số điện thoại đó em 0974123578. Tàn chỉnh sửa cái gì? Ghiên nha. Luôn. Tàn này tàn ghiên nha. Ai dở thơm. Luôn. Ai dở thơm. Lắc lượng. Bông bự. Rồi. À, em đo cây này có đế cũ nè. Bự nè. Mã số 16. 16. Hoành em nói chỗ này là 37. Rồi. Dạ. Chiều ngang của nó là 1m1. Dạ. Chiều cao nó cũng một từ miệng chậu lên là 1m rưỡi. Đó. Cây này rất là to. Rồi báo giá luôn. Rồi nha. Cây số 16 này em giao lưu 6,7 triệu. Rồi. Rồi cây tiếp theo luôn. Cây tiếp theo là cây số 17. 17. Cũng thân lắc như vậy. Cây nào cũng thân lắc hết trơn. Chỉnh sửa lắc. Thân lắc lượng.
Thì giờ chơi vài năm thẹo nó liền hết. Rồi, đo giùm em luôn. Mã số 17. Cây 17. Số 17 hoành 28. Rồi. Rồi. Dấu thơm nha. Bề ngang nó là 1m1. Ngang lá bóng lưỡng ha. Dạ. Rất xuồng. Chiều cao của nó cũng tầm 1m4, miệng chậu cũng lên. Dạ. Rồi, báo giá này. Cây rất là lắc nha. Cây này là 5 triệu, cây số 17 em giao lưu là 5 triệu 7. Rồi, đọc số điện thoại giùm em. Số điện thoại là 0974123578. Khu dân cư An Thới, phường Bụ Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tiếp theo luôn. Cây số 18. Tiếp tục là một cây dở thơm. Dạ. Gin nha quý vị. Gin nè, mai cây lô gin. Này lô gin. Chỉnh sửa dây. Nào ghép nó ghép, nào gin dạ. Nó gin. Lần 2, đây là lần 1. Tết bông thấy cưng, bông bành bành không, hai lớp. Em gắng cố gắng cho quý vị xem được cái cốt. Rồi, đo giùm em luôn. Cây này cũng có đế. Hoành 24. Rồi. Dạ. Dạ em qua bên đây cái nha. Cứ đo đi. Em hướng bên đây nghe quý vị. Dạ. Mọi người nghe thông tin ảnh đo. Hoành 24, bề ngang tàn của nó cũng 1m1. Chiều cao miệng chậu lên là 1m2. Rồi, báo giá. Cây này tàn xương rất là kín. Cây này em giao lưu là 4.9 triệu. 4.9 triệu. Dạ. Tiếp theo luôn. Cây số 19. 19. Em qua đây mới được. Rồi đây. Cây này 19. Thì ít lá hơn cho nên dễ xem. Cây này thì lá không bằng mấy cây kia. Nhưng mà bông thì thôi. Lá ít cũng không phải là lễ, nhưng mà cứ nách bông là cái nụ. Nách lá chứ. Nách lá chứ, nách lá là cái nụ. Nách lá là nụ. 19. Cốt nha quý vị. Cốt rất là lắc. Nè, đế rồi. Nghe. Này cũng có đế đó. Số 19. Đó, rồi, đế. Đó luôn. Hai mươi bảy. Rồi. Rồi. Ngang nó cũng 1m1. Dạ. Chiều cao tính miệng chậu lên thì có 1m4. Dạ. Rồi, báo giá luôn anh ạ. Cây này thì em giao lưu là 5.6 triệu. 5.6 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc, số điện thoại em 0974123578. Rồi. Còn nữa không? Rồi, cây tiếp theo, cây tiếp tục. Số 20. 20. Đây là trên đòn. Trái tốt. Đó. Tiếp tục xem cốt. Cây này quái nha. Quái. Chưa, từ từ để em coi cái. Rồi. 24 hoành ở trên này. Rồi. Kéo cái dưới này bự bằng kia. Này vì nó giống như cái cũ. Cái ba mấy. 32. 30. Rồi. Ừ. Ngang tàn em nó thì bự. Tàn ngang của em này tới 1m3. Rồi. Chiều cao miệng chậu ăn lên á thì cỡ khoảng 1m3 luôn. Rồi. Cây số 20 này em giao lưu là 5.2 triệu. 5.2 triệu. Rồi. Ship toàn quốc. Em toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Thân rất là lắc hết, cây nào thân cũng lắc hết. Rồi cây số 21, cây cuối cùng của clip. 21. Dạ. Anh Út là đóng thùng bằng thùng cây gửi quý vị nha. Cây nào? Tàn này là em đóng thùng cây thì được, rồi em gửi em bó cũng hỏng của mấy anh chị rồi bị hồi lại. Thì thôi mấy anh chị có gì cũng cố gắng chờ chờ em chút xíu. Bây giờ đóng khung cây và đi kiếm thợ cũng khó.
kiếm không ra. Cái gì thích thì phải gắng chờ đợi chút xíu ha. Có mấy anh cũng đang chờ em gửi đó, chưa có gửi được. Hoành 27 rồi. Tán ngang của em nó là 1 mét, chiều cao miên chậu của em nó đi lên là 1m3. Rồi bỏ giá cây luôn này đây. Giao lưu 5,3 triệu luôn. Cây 5 số 21 5,3 triệu. Cây cuối cùng của clip hôm nay. Dạ. Rồi chào bà con anh ơi. Rồi kính chào tất cả các anh chị em gần xa. Thì hôm nay em quay clip hôm nay là có gồm có phôi và tàn. Đó. Thì anh em xem có gì ủng hộ em. Thì số điện thoại của em là 0974123578. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại nhà vườn của anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và anh Út vận chuyển mai rất là an toàn quý vị, như là đóng thùng cây, ship toàn quốc. Còn nếu những cái cây lớn thì anh ship bằng xe tải thùng, rất đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại những video lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị nào xuống Cần Thơ mà thăm vườn anh Út á, thì đừng ngắm sông Hậu nha, kế sông Hậu luôn. À. Rồi, kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.